ca sĩ Phi Nhung đã chính thức ra đi mãi mãi và ca sĩ Phi Nhung đã không còn trên cõi đời này nữa. Đây thực sự là một mất mát rất lớn đối với chúng ta. Và những hình ảnh chúng ta đang xem ở trên màn hình cũng như tất cả quý vị khán giả, các fan hâm mộ và những người luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung có thể nói đây là những hình ảnh cuối cùng trước lúc ra đi của ca sĩ Phi Nhung mà chúng ta có thể theo dõi được. Thực sự chúng ta không thể cầm được nước mắt khi trước lúc ra đi ca sĩ Phi Nhung vẫn có thể hát một đoạn cuối cùng. Và cũng có thể nói đây là những thước phim cuối cùng được ghi lại thời khắc sinh tử của ca sĩ Phi Nhung, có thể chống chọi lại bệnh tật và cũng đã rất kiên cường và nghị lực sống cũng mạnh mẽ để có thể chống chọi với dịch bệnh Covid-19 gần 40 ngày qua. Và rồi ca sĩ Phi Nhung cũng đã không thể chiến thắng nổi số phận và cũng đã chút hơi thở cuối cùng vào buổi trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021. Và hiện tại tất cả chúng ta, tất cả những fan hâm mộ, những người luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung sẽ cùng nhau cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung sẽ được an nghỉ về nơi vĩnh hằng. Vậy là ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi và người đau buồn nhất chính là những đứa con của ca sĩ Phi Nhung. Tuy rằng ca sĩ Phi Nhung đã không còn có thể lo được cho những đứa con của ca sĩ Phi Nhung nữa, nhưng hôm nay cũng có một thông tin rất vui đến với các con của ca sĩ Phi Nhung là tỷ phú Hoàng Kiều thông báo sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ em mồ côi và khẳng định một điều chắc chắn. Và rất nhiều các quý vị khán giả đã để lại những lời cảm ơn sau những hành động đẹp của tỷ phú Hoàng Kiều dành cho các con của ca sĩ Phi Nhung. Trong những ngày cố ca sĩ Phi Nhung chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, những hình ảnh các con nuôi khóc nức nở và cầu nguyện cho mẹ khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Và buổi trưa ngày hôm qua 28 tháng 9, cố ca sĩ Phi Nhung đã về nơi an nghỉ cuối cùng và về một thế giới khác. Số phận của những đứa trẻ lần nữa lại mất đi những người thực sự quan tâm và nuôi nấng. Đặc biệt là người mẹ nuôi đã lo cho các em từng bữa ăn và giấc ngủ. Và nay thì đã không còn nữa, ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Cũng vào tối hôm qua, ngày 28 tháng 9, tỷ phú Hoàng Kiều đã gửi lời tiễn biệt đến ca sĩ Phi Nhung và thông báo sẽ nhận trách nhiệm và hỗ trợ nuôi dưỡng 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Tỷ phú Hoàng Kiều viết, thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung, nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng. Vô cùng thương tiếc và Phi Nhung đã ra đi và để lại 23 đứa con nuôi mồ côi. Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người. Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung dành trọn tình yêu thương cho các con nuôi và luôn cố gắng để cho các bé có cuộc sống tốt nhất. Và lời hứa chắc nịch của tỷ phú Hoàng Kiều rằng sẽ thay mặt nữ ca sĩ Phi Nhung quá cố để nuôi nấng các bé nên người khiến nhiều khán giả xúc động. Và bên dưới bài viết, cộng đồng mạng đã đồng loạt gửi lời cảm ơn đến tỷ phú Hoàng Kiều vì đã ra tay giúp đỡ để cố ca sĩ Phi Nhung phần nào được an yên nơi chín suối. Tỷ phú Hoàng Kiều là doanh nhân, tỷ phú người Mỹ, gốc Việt. Năm 2017, ông nằm trong top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới, theo công bố của tạp chí Forbes. Theo thống kê, vào tháng 7 năm 2018, số tài sản của nam tỷ phú này là 1,8 tỷ USD, tương đương với mức 36,4 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung luôn lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho các con. Và trước khi qua đời, cố ca sĩ còn mong khán giả đừng gọi 23 đứa trẻ là con nuôi để các em không bị tổn thương và tủi thân. Trước đó, vợ cũ Bằng Kiều cũng đã hứa sẽ chăm sóc và nuôi dạy các con của cố ca sĩ Phi Nhung nên người. Và cũng theo thông tin mới nhất từ báo chí, có hỏi tỷ phú Hoàng Kiều là lý do tại sao ông lại quyết định bảo trợ cho các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Và tỷ phú Hoàng Kiều cũng trả lời, lý do đơn giản là các em bé này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và bây giờ có mẹ nuôi là ca sĩ Phi Nhung rồi, cũng trở thành những đứa trẻ mồ côi. Vì lý do đó tôi đứng ra xin bảo trợ và nuôi nấng cho các con thành người. Các con đã mất đi mẹ nuôi là ca sĩ Phi Nhung. Tôi nghĩ các con sẽ rất hạnh phúc khi có một ông cha nuôi như tôi. Và cũng theo chia sẻ của tỷ phú Hoàng Kiều, việc lo nuôi nấng các bé mồ côi này đã nhen nhói trong tôi từ thứ năm vừa qua. Và khi tôi biết bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung trở nặng, và tôi liền liên lạc với Minh Sương là đại diện của tôi tại Việt Nam lo cho các việc từ thiện. Và Minh Sương cho biết hiện tại các em đang được nuôi ở chùa, nhưng chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch. Những vấn đề chính hiện tại là giúp cho các con được an toàn trong cơn đại dịch này. Và như vậy thì chúng ta cũng đã biết là hiện tại thì đối với 23 đứa con nuôi của ca sĩ Phi Nhung sẽ có người đứng ra để bảo trợ và có thể lo toan cho những đứa con của ca sĩ Phi Nhung khi mẹ nuôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Và cũng không phải chỉ riêng có tỷ phú Hoàng Kiều và Jerry Phương Trinh cũng đã đứng lên để thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ lo mọi việc cho 23 đứa con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Có thể thấy, ca sĩ Phi Nhung tuy đã ra đi mãi mãi, nhưng phần nào đó cũng có thể yên lòng vì những người con để lại
Vẫn có những người có thể giúp cho ca sĩ Phi Nhung có thể nuôi nấng, ăn học thành người. Và hiện tại cũng có một vấn đề nữa mà tất cả quý vị khán giả, các fan hâm mộ, những người đặc biệt yêu mến cho ca sĩ Phi Nhung thì sẽ luôn thắc mắc rằng là không biết Wendy, hiện tại là con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung, có thể về Việt Nam để lo tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung được hay không. Thì theo nguồn thông tin mới nhất mình tìm hiểu được thì Wendy sẽ không thể trở về Việt Nam để lo cho tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung. Bởi vì hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Việt Nam, và khi có thể từ bên Mỹ về Việt Nam thì sẽ phải cách ly thời gian ít nhất là 7 đến 14 ngày. Và như vậy thì sẽ có một câu trả lời để tất cả quý vị khán giả, những người luôn hâm mộ và yêu mến ca sĩ Phi Nhung sẽ không khỏi thắc mắc nữa. Và hiện tại Wendy cũng đã rất đau đớn khi ở một phương trời xa mà nghe tin ca sĩ Phi Nhung đã qua đời và người mẹ của mình đã không còn trên cõi đời này nữa, và cũng không thể nào bay về Việt Nam để có thể ôm người mẹ của mình một lần cuối cùng, và chỉ có thể ở một phương xa nào đó cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung có thể an yên về cõi vĩnh hằng mà thôi. Và hiện tại đối với tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được nghệ sĩ Việt Hương chính thức đứng ra để lo toan hết mọi việc tại Việt Nam, bởi vì Wendy cũng đã ủy quyền mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có thể toàn quyền quyết định. Và hiện tại cũng có thêm một thông tin nữa sẽ gửi đến tất cả quý vị khán giả, những người fan hâm mộ đặc biệt yêu mến ca sĩ Phi Nhung, là hiện tại đối với tình hình của ca sĩ Phi Nhung đang bị nhiễm Covid-19 thì sẽ không thể nào đưa đi chôn cất hay là đưa về bên Mỹ để có thể lo đám tang ở bên Mỹ. Và cũng theo một thông tin mới nhất mình cập nhật được thì ca sĩ Phi Nhung sẽ được hỏa thiêu tại lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là ca sĩ Phi Nhung đã chính thức ra đi mãi mãi và đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tất cả chúng ta, những người fan hâm mộ, những người luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung, thì ca sĩ Phi Nhung sẽ luôn sống mãi trong lòng của những người hâm mộ. Và hiện tại chúng ta có thể nói rằng Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh thiên thần, và đã đến lúc Phi Nhung có thể quẳng gánh lo toan đi, và chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Và cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận được rất nhiều tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, và đặc biệt là các quý vị khán giả, những fan hâm mộ, những người luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung ở trong và ngoài nước. Và không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến như vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung vẫn mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong tim của những người yêu âm nhạc. Và hơn hết, chị vẫn còn là một người truyền cảm hứng cho nhiều người, và với hành trình thiện nguyện giúp cho người và giúp đời. Và cũng trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc, và Phi Nhung cũng như vậy. Cũng có một điều chị mãi kiên định với lựa chọn của mình là đi làm thiện nguyện. Và với hành trình thiện nguyện của ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam đã kéo dài hơn 20 năm qua, với hơn 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng, và bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt hạn hán, Phi Nhung cũng đều có mặt, và ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến đồng bằng khắp cả nước Việt Nam, chị đều có mặt, và hơn 20 năm một hành trình đủ dài để viết lên tên ca sĩ Phi Nhung, một hành trình thiện nguyện, và ngôi sao Phi Nhung về với trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời của lòng người hâm mộ.